Cuối bản tin sẽ là những tin tức về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, cuối tuần sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại, nhiệt giảm sâu, riêng vùng núi cao như là Sapa hay Mẫu Sơn có thể dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng trưa chiều ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, 4, vùng ven biển cấp 4, 5. Trong các đêm từ 18 đến 22 tháng 12, nhiệt độ ở miền núi xuống ngưỡng 3 đến 5 độ, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như Lạng Sơn, Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng. Trong khi đó, khu vực núi cao khả năng ghi nhận nhiệt độ sắp xỉ 0 độ C. Do đây là đợt rét khô, việc hình thành mưa tuyết sẽ không xảy ra. Thay vào đó, việc người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi cây trồng. Theo biểu đồ nhiệt độ, các khu vực vùng núi Đông Bắc sẽ là nơi chịu tác động sớm nhất từ đợt không khí lạnh trong đêm 16 tháng 12. Sau đó, không khí lạnh sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng ra khắp các khu vực khác đáng lưu ý, đợt không khí lạnh sắp tới khiến tình trạng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm tiếp tục gia tăng. Tại đồng bằng nhiệt độ về đêm trong các ngày 17 đến 19 tháng 12 ở ngưỡng từ 8 đến 10 độ C và tăng dần lên mức 20 độ C vào ban ngày. Thời gian có nhiệt độ cao tương đối ngắn, giao động trong khoảng từ 11 đến 15 giờ hàng ngày. Đồng thời độ ẩm trong không khí tại các khu vực tiếp tục xuống thấp tình trạng hanh khô gia tăng gây cảm giác khó chịu. Thời điểm rét nhất trong đợt này là vào ngày 18 tháng 12, khi miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh và khô. Lúc này nền nhiệt ở Hà Nội dao động từ 11 đến 13 độ C, rét đậm và rét hại duy trì cả ngày lẫn đêm. Từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, nhiệt độ ban ngày tại thủ đô tăng chậm lên mức 16 đến 19 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 8 độ C. Người dân sẽ cảm thấy rét buốt rõ rệt, không khí lạnh cũng sẽ tác động đến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ gây rét đậm rét hại trong ngày 19 đến 23 tháng 12. Từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 12, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ được dự báo xuất hiện mưa giông. Sau đó, khu vực chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Trên biển, từ chiều tối ngày 16 tháng 12 ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cách 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm. Từ đêm 16 tháng 12 đến 18 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và giông. Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét. Riêng ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét hại. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá sương muối. thank <music> you